Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày mùng 4 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tính đến hiện tại đã có hơn 500 nạn nhân, trong đó có 2 ca tiến triển nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm. Sau khi ghi nhận sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã xuống cơ sở bánh mì Băng nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng bánh mì Băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Ngụy Trang là quán giải khát nằm sâu trong vườn dừa, một tụ điểm đánh bạc đã bị công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu gần 7 triệu đồng tiền mặt, tăng vật, tạm giữ 14 điện thoại di động, 16 xe mô tô, hơn 200 triệu đồng và 18 đối tượng có liên quan. Vụ việc được bàn giao cho công an huyện Tân Phú Đông để tiếp tục xử lý theo quy định. Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ công an thành phố vừa truy xét bắt giữ đối tượng Đỗ Trọng Thắng về hành vi cướp tài sản. Trên đường Nguyễn Khắc Viện, quận 7, Thắng đã dùng dao uy hiếp buộc một người phụ nữ phải đưa 100 triệu đồng. Do không có đủ tiền nên nạn nhân chuyển cho Thắng 10 triệu đồng vào tài khoản. Nhận tin báo về vụ việc, công an quận 7 phối hợp với lực lượng hình sự công an thành phố đã truy xét bắt giữ đối tượng Lấy trộm điện thoại của một du khách, đối tượng Hoàng Văn Hưng đã bị công an thành phố Cao Bằng truy xét bắt giữ. Tại cơ quan công an Hưng khai nhận vào khoảng 5 giờ sáng tại khu vực sân tập thể sau nhà Văn hóa trung tâm thành phố Cao Bằng, Hưng nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên ghế đá nên đã lại gần trộm điện thoại trong ba lô của nạn nhân rồi bỏ chạy tìm nơi tiêu thụ. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu để làm rõ vụ việc. Bộ Công an vừa ra thông báo tìm 4 người liên quan trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Các đối tượng bị truy tìm gồm Nguyễn Tuấn Danh, 27 tuổi, Tưởng Hữu Hạnh, 41 tuổi, Đàm Lê Duy, 26 tuổi, cùng chú tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đống Tháp và Trần Thị Ngọc My, 27 tuổi, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là những người bị nghi thực hiện tội phạm cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự. Khi tìm thấy các đối tượng này, đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, số điện thoại 069 234 2431. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.